Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì bên mình có về được rất là nhiều máy dòng Android, thì cũng muốn show lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo, và nếu như bạn nào mà có nhu cầu thì mong các bạn ủng hộ và luôn luôn bên cạnh để đuổi mong mình nhé. Thì hôm nay thì bên mình sẽ vào review luôn những chiếc máy đang sẵn có tại cửa hàng Việt Thắng. Và để cho các bạn không mất quá nhiều thời gian thì mình sẽ đi vào nói sơ cua này. Hai chiếc Note 8 này, một chiếc Note 9 này, hai chiếc S9 Plus này, Oppo A5 2020 này, iPhone X còn bảo hành hãng này, iPhone 7 Plus bản 32GB đen nhám này, hai chiếc Oppo A53 hàng đổi bảo hành new này, và chiếc Samsung A01 hàng thanh lý này, hàng tồn kho thanh lý này. Thì mình sẽ vào review luôn. Chắc chắn những chiếc máy hôm nay sẽ không làm cho tất cả mọi người thất vọng đâu. Thì tạm mong tất cả các bạn cùng toàn thể anh chị em cùng xem đến hết video, và nếu thấy hay thì hãy ủng hộ bằng cách subscribe và cũng như là cho những lời bình luận để cho bên mình gọi là đưa cái uy tín của bên mình lên một chút nữa nhé. Thì đầu tiên nó là một chiếc Samsung Galaxy Note 8 bản Việt Nam, hàng 2 sim 2 sóng các bạn nhé, mã Việt Nam nhé, zin đét luôn. Đây, sao thăng 06 thăng, đây nó là hai email này. Mình sẽ vào bên trong này. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 64GB. Đây, mình sẽ vào kiểm tra RAM cho các bạn trước nhé. Màn hình hoàn toàn trắng sáng các bạn nhé, trắng sáng sạch sẽ nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, màn hình trắng sáng không ám ố nhé. Đây, RAM 6GB các bạn nhé, đây là bản 64GB nhé. Đấy, màn hình hoàn toàn trắng sáng sạch đẹp này. Đấy, 64GB nhé. Đấy, mình sẽ không chưa nói gì thêm vội đây để cho các bạn xem. Đấy, con máy này bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có là 4 triệu thôi, bản Việt Nam giá 4 triệu. Đấy, các bạn nghe đã thấy sốc chưa? Hàng Samsung Galaxy Note 8, RAM 8, bộ nhớ 64. Đây, mình sẽ chỉ ra một cái điểm lỗi của nó. Nó chính là một cái mụn ruồi. Đây, nó có một cái mụn ruồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Không hề nhìn rõ luôn, nếu mà mình không nói khả năng các bạn cũng sẽ không để ý thấy đâu. Đấy, nó chỉ là một cái mụn ruồi thôi, rất là nhỏ, rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng gì đến độ hiển thị của máy nhá. Đây, màn hình thì đẹp đẽ tinh tươm, máy thì 2 sim 2 sóng, bút thì dòng lốt thì các bạn khỏi phải nghĩ năn tăn rồi. Đấy, đấy, bút đã, thấy chưa? Nói chung là rất dễ cho việc thao tác, mình rất thích dùng dòng lốt này. Nó có cái bút này thì cực kỳ là tiện dụng, có cái bút này tiện dụng lắm. Nhưng mà chết cái nó màn hình nó to quá, mình thì lại hay dùng nhiều sim, có 3 số cơ. Chính vì vậy nên là nếu mà dùng 3 máy thì con này thì nó quá là bất tiện, nó to. Còn nếu bạn nào dùng một máy hoặc hai máy thì bọn này thì rất là hợp. Đó. Samsung Galaxy Note 8 mình bán cho các bạn 4 triệu thôi nhá. Đây là Note 8 hàng Việt Nam, máy màu vàng. Tiếp theo nữa là một con Note 8 máy màu tím khoai môn, tím thủy chung. Đấy, hôm nay toàn màu hot thôi, toàn màu hiếm thôi, toàn những cái màu mà ai cũng thích. Đấy, Samsung Galaxy Note 8 nhá. Đấy, máy ngoại hình rất là đẹp. Đây, con này mình sẽ vào kiểm tra cho các bạn đây. Các bạn nhìn thấy chưa, đây là một mụn ruồi trâu nhá. Đấy, nốt ruồi trâu này. Đấy, nó to hơn nốt ruồi kia một chút, nhưng mà nó lại ở phần dưới này, hầu như là không ai nhìn thấy cái vết này cả nếu mà mình không nói. Đây, màn hình thì nó có ám, nó hơi nhẹ nhẹ mờ mờ các bạn nhé, gọi là ám nhẹ đi. Đây, các bạn nhìn này, nó ám rất là nhẹ thôi, nhưng mà để mà mình không nói thì khả năng các bạn cũng không nhìn thấy được màu ám của nó đâu. Nhìn ở ngoài, để ở ngoài các bạn nhìn này thì hoàn toàn rất là đẹp, và soi rất là kỹ thì các bạn sẽ thấy nó ám, hơi hồng một chút. Đây, nó ám hơi hồng một chút, nhưng mà ám rất là đều, nó ám đều chứ nó không bị lệch màu nhé. Ví dụ những cái ám nặng như mình thấy cả khoảng một này rất là xấu. Đây các bạn này, nó đúng một cái gọi là đường chỉ ở trên này thôi, đúng một cái đường chỉ trắng ở trên này thôi. Đường chỉ trắng này là đúng cái đường này, nó cũng khá to, nó là vừa đủ cái hiển thị pin này,
sóng và giờ giấc ở trên. Đấy, coi như cái này nó là một cái thanh công cụ ấy. Đấy, thì nhìn nó không bị lộ, cho nên là mình mới gọi đây nó là một chữ ám đẹp. Thì cái này nó là bản Hàn Quốc, bản Hàn Quốc với cả bản VN thì nó đều chạy chip Exynos. Chính vì vậy bọn này thì nó có hai sim hai sóng. Đấy, để mình vào xem bộ nhớ của con này luôn, vẫn là RAM 6GB thôi và bộ nhớ của nó vẫn là 64GB. Bên mình đang bán cho các bạn con này giá là 3.700.000 nhá, 3.700.000, quá rẻ luôn các bạn nhá. Samsung Galaxy Note 8 hàng đẹp hiếm như thế này, tìm quay môn, máy ngoại hình thế đẹp đó, bán cho các bạn giá thì có là 3.700.000, siêu chất, siêu rẻ, siêu bền, cũng bút biếc đầy đủ nhá. Tiếp theo nữa, nó là một chiếc Samsung Galaxy Note 9, máy màu cà phê. Màu này mà nó ở trên con chiếc xe SH thì nó là màu đắt nhất. Ở trên con điện thoại nó cũng là màu sang nhất các bạn nhé. Màu cà phê rất là sang, các bạn nhìn này. Vỏ của nó hầu như là đẹp mà lung linh luôn, đẹp gần như keng luôn. À, nhưng do vận chuyển thì nó lại có một cái mụn ruồi. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn. À, Samsung Galaxy Note 9 bản Hàn, máy 2 sim 2 sóng. Bọn này thì các bạn không phải lo vấn đề về pin pủng đấy nhá. Đó. Trong khi chờ đợi máy nó lên để mình vào kiểm tra bên trong thì mình xin giới thiệu qua một chút là bên mình thì có hai số hotline. Số thứ nhất là 0934455203, cũng là số Zalo bên mình luôn. Số thứ hai là số 0775558333. Đó là số hotline. Các bạn gọi một trong hai số nhé. Thì bên mình vẫn có hai hình thức mua bán, đó là ship code và miễn phí ship. Miễn phí ship thì dành cho những khách hàng đã quen thuộc với bên Việt Thắng rồi, mua bán và tin tưởng ủng hộ bên Việt Thắng thì chuyển khoản 100% giá trị máy. Thì còn bên mình sẽ miễn phí ship. Còn nếu các bạn mà chưa tin tưởng cửa hàng Việt Thắng có thể nhận gọi là hình thức ship code, thì các bạn sẽ được kiểm tra hàng ưng ý, thì lúc đấy các bạn mới thanh toán, thì lúc đấy các bạn sẽ vui lòng chịu thêm một cái phí gọi là phí ship code. Và trước khi bên mình ship code thì 100% khách đều phải cọc trước cho bên mình nhé. Thì bên mình bán là bán hàng của ngỏ. Đây nó khó như thế nào mình sẽ nói thế, đây đốm như này bên mình cũng sẽ nói đốm như thế. Và nếu các bạn ưng ý, cảm thấy ok được chiếc máy này thì alo cho mình theo số hotline và nhắn tin xác nhận gọi là họ tên, địa chỉ và cọc cho mình. Có thể là chuyển khoản qua ngân hàng Techcombank, hoặc có thể là chuyển qua bằng thẻ Viettel hoặc là thẻ Mobi cũng được các bạn nhé. 50 cho đến 200.000 tùy theo giá trị máy. Đây, con này cũng là bản 2 sim 2 sóng. Thì nó bị đúng một cái đốm đây, cái đốm rất là nhỏ đây, siêu nhỏ đây. Cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 5.200.000 nhá. 5.200.000, màu tím, quên, màu lâu. Màu này quá đẹp luôn, hàng quá chất các bạn nhá. Đấy, hàng này thì quá nhiều bạn hỏi, mình nghĩ con này sẽ bay nhanh thôi vì giá nó cũng rất là hợp lý. Bản Hàn 2 sim, bản Hàn 2 sim nó sẽ đắt hơn bản Mỹ. Đấy, tiếp theo nữa, đây nó là một chiếc Samsung Galaxy S9 Plus các bạn nhé. Đó, đây con này bị đốm, cũng bị đốm luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua những chiếc đốm trước. Đấy, đốm này còn lại là đẹp nhá, màn hình hoàn toàn trắng sáng sạch sẽ, không ám ố nhá. Đấy, con này cũng là 2 sim 2 sóng đây. Đấy, con này là mình sẽ vào bên trong cho các bạn, 2 sim 2 sóng các bạn nhé, S9 Plus này. Đấy, bản Hàn Quốc. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá của nó là 3 triệu, mấy nhỉ, mình sẽ để cho các bạn là giá là 3.6 triệu các bạn nhé. 3.6 triệu, quá rẻ rồi. Muốn S9 Plus bản RAM là RAM 6 à, hay RAM 4 thì con này RAM 4 thì vậy. Quên, vừa đi làm ít rượu gì nhỉ, rượu với thắng cổ ngựa, rượu thắng cổ ngựa. Giờ về làm video làm nói lộn nịu hết, mong các bạn thông cảm nhé. Đây con này là RAM 6GB các bạn nhé. Không hiểu sao cứ uống rượu vào là đầu óc mình nó tơ mơ đi quên đường về luôn các bạn. Đây bản 64GB. Uống rượu xong là chả biết là mình có vợ hay chưa. Đó, ok các bạn nhé. Bản RAM 6GB bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có là 3.600.000 thôi, rất là rẻ rồi các bạn nhá. 3.600.000. Nó còn rẻ hơn cả bọn Note 8. Đấy. Đây,
đốm đó, đốm này đó. Nói chung là đây các bạn yên tâm, màn hình trắng sáng sạch sẽ. À tôi chết rồi, mình nhầm mất giá rồi, mình xin lỗi các bạn nha, này mình nhầm mất giá rồi, để mình bán theo cái giá nhập. À, mình xin lỗi tất cả các bạn nhé. Thì con này mình sẽ tặng các bạn là cáp sạc nhanh. Thì mình sẽ lấy con này các bạn là 3.8 triệu các bạn nhé, 3.8 triệu, nhưng vì mình nhầm mất là cái giá vừa rồi là giá nhập, mình quên mất. Rất là xin lỗi nha, mỗi con máy này bên mình chỉ cộng rất là mỏng thôi, nên các bạn yên tâm là không bị mua đắt mua hớ gì đâu. 200.000 bộ cáp sạc nữa thì bên mình cũng chả còn lại mấy đâu. Đó, đây đây chưa, đây là một con S9 Plus. Cây này mình ghi luôn là cây số 2 nhé. Đây cây số 2, còn đây là cây số 1 nhé, S9 Plus. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.900.000, 3.900.000. Con này 3.900.000 các bạn nhé, bởi vì nó là bản 256GB, là bản 256GB các bạn nhé. À, được chứ. RAM 6 bộ nhớ là 256. Đây 256GB này. Bán cho bạn giá 3.900.000 này. Đốm ở dưới góc này, hầu như các bạn không nhìn thấy nhé. Còn lại màn hình hoàn toàn trắng sáng sạch sẽ nhé. Bản Hàn 2 SIM. Đấy, giá chỉ có 3.900.000 thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bạn nào yêu thích những chiếc máy đốm nhẹ này thì hãy liên hệ bên mình nhé. Những chiếc đốm này thì nó sẽ không bị loang rộng ở đâu, nên các bạn yên tâm sử dụng. Để tạm biệt những chú chó đốm thì mình sẽ quay sang những cái máy gọi là hàng zin đẹp. Trước hết đó là một chiếc iPhone X đi. Đây, một chiếc iPhone X, máy hoàn toàn đẹp, pin của nó là 91%, máy còn bảo hành chính hãng các bạn nhé. Máy còn bảo hành chính hãng, pin 91%. Đây, bản 64GB quốc tế Mỹ, hàng đẹp 98-99%. Ở Trung Viền thì không phải nghĩ, Viền thì bọn này nó là hàng đẹp, này gọi là hàng đẹp 99 rồi. Nó sức răm thì cái màu trắng này thì không thể tránh khỏi, nhưng mà để nhìn tổng thể ngoài thì nó rất là đẹp. Đây, con này còn bảo hành đến 31 tháng 10 năm 2020 luôn các bạn nhé. Đấy, vẫn còn bảo hành, các bạn nào thích dùng máy mới thì các bạn có thể là thêm 2 triệu nữa hoặc là thêm 1.5 triệu, 2 triệu đấy các bạn đi đổi bảo hành, thì người ta sẽ đổi cho các bạn một chiếc máy mới hàng VN các bạn nhé. Thì bọn này vẫn còn bảo hành 1-1 ở hãng mà. Đó. Cái này thì bên mình đang bán cho các bạn giá của nó là 10 triệu thôi, bán luôn 10 triệu này, bán hòa vốn 10 triệu luôn này. Video trước mình đang bán 10.2 triệu, nhưng hôm nay bỏ ra thanh lý xả lỗ luôn này, 10 triệu các bạn nhé. Đó. Và xả lỗ cho các bạn luôn. Coi như là không lãi. Tiếp theo nữa là một chiếc 7 Plus, bản 7 Plus đây, để mình bật nguồn lên. Con này là bản 32GB, pin của nó cũng như là 90% mình không nhớ rõ. Ở đây ngoại hình thì máy vỏ zin các bạn nhé, zin này, hàng đen nhám này. Đen nhám này thì rất là khỏe và mạnh mẽ rồi. Còn màu đen nhám là màu rất là đẹp, chỉ đứng sau màu vàng thôi. Đó. Máy thì đây mình sẽ vào kiểm tra pin cho các bạn luôn. Màn hình hoàn toàn zin nhé. Đấy, pin cũng 91% đây. Pin 91%, bản 32GB. Bản 32GB quốc tế Mỹ. Đó. Đó. Đó, cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 5.600.000 nhá. Bản nỗ luôn này. 5.600.000 này. Cái này là do cho ông em ông đấy mượn mà lâu quá ông đấy không trả. Mình cứ quên không đòi, mãi đến hôm vừa rồi đi gặp ở ngoài ngoài đường xong rồi mới nhớ là đang mượn một con máy nha, phải đòi luôn. Mang về bán đây, giờ thành bản nỗ luôn đây. Trước đang bán toàn là 59-60 đây. Bây giờ bán cho bạn giá chỉ có 5.600.000 thôi, bản nỗ luôn. Và một chiếc Oppo còn bảo hành khá là dài. Đây Oppo A5 2020. Đây, vừa hôm nay con máy này là máy nhảy nhá. Máy khách nhảy được này. Đấy, mình cũng không biết là tiêu thụ hàng ăn cắp ăn trộm này là phạt bao năm tù đây. Nhưng mà đây là của mấy ông taxi. Đấy, khách bỏ quên và tháo sim ra, mang ra cửa hàng mình bán. Thì những ông này thì
thì cũng khảo giá hết rồi, đi hết quán này đến quán nọ, đến quán mình trả giá cao thì ông đấy bán đấy, thì mình bỏ giá bán cho các bạn đây. Cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 2.650.000 nhé, 2.650.000 đấy các bạn. Vào đây mình để mình search ấy cái, mình search cấu hình con này. Con này thì RAM của nó là 3 GB, bộ nhớ là 32 GB rồi. Để mình vào mình kiểm tra nhé. Rồi mất cái con máy của mình đang để quay video cho nên là không không ấy được. Ôi, sai mật khẩu thế nào ấy? Mật khẩu sang. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, sáu, chín. Đây, mật khẩu đúng phát vào được luôn. Đây, con này đây. À, năm 2020 nhá. RAM 3 bộ nhớ 64 nhá. RAM 3 bộ nhớ 64 các bạn nha. Mình sẽ vào đây kiểm tra một chút. Ngừng kinh doanh. Màn hình của nó là 6,5 inch HD cộng này. Pin của nó 5000 mAh này. Đấy. Pin của nó 5000 mAh này. Đấy các bạn thấy chưa? Pin cực kỳ trâu luôn, nên mình quan trọng là quan trọng về pin này thôi, còn các cái thông số này ở ngoài thì mình cũng đã biết rồi. Đấy, pin của nó là pin siêu trâu. Cho nên là dòng này nó cũng khá là đắt. Đấy, các bạn đừng so sánh giá với các hàng sách tay nhé, bởi đây nó là hàng quốc, hàng bảo hành ở Oppo nhé, vẫn còn bảo hành dài luôn. Đấy, Samsung A5 2020. Đây vừa mới sáng ngày đi mang ra hãng trung tâm bảo hành ấy, để họ phá mất khẩu đây. Máy thì đã dán cường lực full màn rồi các bạn nhé. Đây là dán cường lực full màn rồi này. Đấy. Dán cường lực full màn rồi, mình sẽ tặng các bạn một bộ cáp sạc. Đấy, bọn này có hỗ trợ sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, bên mình đang bán là 2.650.000. Rất là rẻ các bạn nhé. 2.650.000. Tiếp theo là một chiếc Samsung đời mới, nhưng mà nó lại dành cho các bạn ở tầm tầm trung. Thì con này giá máy mới của nó thì bên mình đang bán cho các bạn hàng full box. Đây nha, hàng full box mới lưu siêu nhá. Đấy, bên mình đang bán con này là 1.800.000. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn tội gì phải mua những chiếc máy cũ đúng không? Thì đây mình bán cho các bạn con này giá là 1.800.000, bán thanh lý thôi, mình còn đúng một cây thôi. Đây màu xanh các bạn nhá. Cái này cái màu xanh. Bản 16 GB. Hàng công ty bảo hành 12 tháng các bạn nhá. Đấy, các bạn xem không biết là ở Thế Giới Di Động họ đang bán bao nhiêu. Mình đang bán con Samsung A01 này 1.800.000. Bạn nào yêu thích thì alo cho mình sớm nhá, sớm thì còn nhá. Cái này là siêu rẻ rồi và giá thị trường rồi. Tiếp theo nữa, hôm nay mình về được hai cái Oppo A53, hàng đổi bảo hành new ở hãng. Đây, full box nhá. Hàng full box này. Còn bảo hành dài tít tắp ở hãng luôn nhá. Các bạn về các bạn dùng thoải mái nhá. Đây. Đấy. Rất là đẹp này, màu xanh này, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Đây, con Oppo A53 nhé, 3 camera này. Đấy. Mình bật lên cho các bạn kiểm tra luôn. Bọn này là bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB nhé. Đây này, RAM 4 bộ nhớ 128 này. Xanh thời thượng này. Đấy. Để mình xem Oppo A53 chứ cấu hình giống này đi. Chậm quá nhỉ. Đọc
quên, gõ vào kia, ôi, cứ gõ vào cái kính nút, tưởng máy đỡ. $4.490.000 nhé. Oppo A53, tưởng vào kiểm tra luôn. Đây đúng màu xanh của mình luôn nhé, ở đây đúng màu xanh này luôn nhé. Sáu phẩy năm màn HD cộng, RAM 4GB 128, pin cũng 5.000 các bạn nhé, cũng hỗ trợ sạc nhanh này, pin 5.000 này. Đấy, bọn này thì quá là khủng long rồi, pin châu bò. Đây nó có sạc nhanh này, sạc nhanh này đi theo máy nhé, hàng công ty đi theo máy này. Đây củ sạc này, dây sạc này đấy, các bạn giờ dùng bọn này thì sạc nó chỉ rơi vào tầm khoảng nửa tiếng ở đây pin thôi nhé. Đấy, nửa tiếng ở đây pin. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 3.650.000 nhá. Lại tiếp tục 3.650.000 nữa nhá. Chiếc Oppo 3.650. Còn con này là 2.650. Đấy, các bạn cứ so sánh giá thoải mái nhá. Màu xanh thời thượng này. Đấy. Đây, con này nữa đây. Tất cả đều là phụ kiện zin đi theo máy các bạn nhá. Đấy, con này thì đây mình bỏ ra kiểm tra. Máy thì len keng xà beng luôn nhá. Ngôn ngữ của Nhật Nam này. Len keng xà beng các bạn nhá. Chả biết xà beng còn len keng như thế nào. Rồi lại xanh như lồi canh. Thì gì nữa đây ấy, Oppo này. Tất cả hai con máy đều đẹp keng nhá. Không vết xước nhá. Máy là hàng lưu luôn đấy. Hàng chưa sử dụng đâu các bạn nhá. Giá rẻ hơn rất là nhiều so với hàng ở trong thế giới đó. Đây nó cũng là một màu xanh tím này. Còn đây là một màu xanh kiểu như xanh ngọc này. Đó. Cả hai chiếc máy đều rất là đẹp. Khả năng thì màu xanh ngọc kia là khả năng nhiều ấy hơn, đẹp hơn vì nó được in logo màu xanh ngọc này. Đó. Đó. Hai con này bên mình đang bán là 3.650.000 các bạn nhé. 3.650. Tất cả đều phụ kiện zin đi theo máy nhé. Đấy, hãy là người tiêu dùng thông minh nhá. Nó cũng là một chiếc máy mới, cũng phụ kiện như thế, cũng bảo hành như thế. Tội gì mà mua trong thế giới di động. Giá đắt hơn cả gần triệu bạc. Đúng không các bạn? Đây vẫn là full box, vẫn là bảo hành như thế. Tội gì. Đấy, theo như mình là mình sẽ nghĩ thế. Còn những bạn thì cũng có thể là sẽ suy nghĩ kiểu khác, là mua hàng thế giới di động nó sẽ hơn. Bởi vì vào trong đấy là nó có chân dài được ngắm. Rồi... vào đấy là tiền được trả góp rồi các kiểu. Nói chung là cũng rất là nhiều người chuộng thế giới di động hơn là chuộng kênh Việt Thắng Mobile. Cái đấy là mình không thể so sánh được. Đó thì hôm nay bên mình đấy cũng có một số sản phẩm như thế này và cũng đã giới thiệu rất là kỹ cho các bạn rồi. Nếu mà các bạn xem video thấy hay thì mong các bạn ủng hộ bằng cách like và subscribe cho bên mình nhé. Và tốt hơn nữa là các bạn có thể mua hàng ủng hộ bên mình nữa thì càng tốt, để cho bên mình có thêm động lực đi kiếm những hàng ngon bổ rẻ để nên bán cho tất cả các bạn nhé. Rồi hôm nay thì bên mình xin kết thúc video đây để mình đăng lên, bởi vì bây giờ cũng là 2:30 rồi. Xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.